kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp lần thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh toàn quân hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm ngoái. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ 4, hướng tới xây dựng khu vực Mekong Lan Thương xanh, bền vững, bao trùm và toàn diện. Trải qua một năm với nhiều biến động, Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn trong công tác đối ngoại, nỗ lực điều hành và ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị với nội dung là đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Nhấn mạnh, toàn quân hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, toàn quân đã hoàn thành tốt và toàn diện 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhiều lĩnh vực có bước đột phá, khẳng định khả năng tự chủ, tự cường, mở ra hướng phát triển mới trong củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao quân đội, luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Nhấn mạnh, năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập một số nội dung quan trọng. Quân ủy Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng là tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước về quân sự quốc phòng, triển khai thật chặt chẽ hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng kinh tế của cả nước, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình để tham mưu với Đảng và Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác để bị động bất ngờ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá. Yêu cầu xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu xử lý tốt quan hệ đối ngoại quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, giải quyết hài hòa mối quan hệ với các nước, khu vực trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục xác định đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Trong chiều ngày 25 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng trưởng đoàn các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác Mekong Lan Thương đã trở thành cơ chế quan trọng gắn kết các nước Mekong và Trung Quốc, là hình mẫu hợp tác cùng phát triển, cùng thắng. Tại Việt Nam, các dự án do Quỹ đặc biệt Mekong Lan Thương tài trợ đã được triển khai hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trong các lĩnh vực như nước sạch, nông thôn, nông nghiệp xanh, xóa đói giảm nghèo, quản lý lũ lụt, hạn hán. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về những đóng góp quan trọng đối với hợp tác Mekong Lan Thương và sự hỗ trợ quý báu dành cho tiểu vùng Mekong, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng đề xuất 3 phương hướng ưu tiên của hợp tác Mekong Lan Thương. Thứ nhất là xây dựng khu vực này phát triển nhanh, bền vững với phương châm là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng các nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Theo đó thì hợp tác Mekong Lan Thương cần phải thứ nhất là đưa đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trở thành trọng tâm của hợp tác, trong đó tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nền tảng. Thì cái này thì Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm như ngài Lý Cường vừa nói,
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi, và chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm với Trung Quốc. Cái thứ hai là đẩy mạnh cái chuyển đổi số thông qua hợp tác về hạ tầng số. Cái thứ ba là khuyến khích sự tham gia của các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp trên cái tinh thần là lợi ích hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Và thứ tư là hợp tác về giao thông, nhất là về đường sắt cao tốc, rồi nghiên cứu tìm cái cơ chế thanh toán bằng đồng bản địa nó thuận lợi hơn. Ưu tiên thứ hai, Thủ tướng đề nghị xây dựng khu vực Mekong Lan Thương xanh, bền vững, bao trùm và toàn diện, tăng cường hợp tác về bảo tồn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững, công bằng và hợp lý dòng sông Chung, đặc biệt là không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông, không tạo ra đột biến làm ảnh hưởng đến môi trường của các nước. Thủ tướng đề nghị 6 nước ưu tiên đầu tư cho phát triển con người, xây dựng hệ thống giáo dục và y tế bao trùm. Ưu tiên thứ ba, Thủ tướng đề nghị xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hòa bình, hợp tác và phát triển. Các nước cần củng cố sự tin cậy, chân thành, đoàn kết đồng lòng, thúc đẩy lợi ích chung và đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường tính bổ trợ giữa hợp tác Mekong Lan Thương với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực, tiểu vùng khác. Đồng thời, cần ưu tiên hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Vào ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các ban bộ ngành có liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm rét hại. Trong đó, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét hiệu quả, bảo đảm sức khỏe và an toàn. Đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em, người yếu thế. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, hướng dẫn việc nghỉ học của học sinh khi có rét đậm, rét hại, kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết. Không để xảy ra oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự, đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2024 diễn ra vào ngày 25 tháng 12. Trong năm 2023, toàn ngành kiểm sát đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới hơn 98.000 vụ án hình sự, tăng 13,4% so với năm ngoái. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích mà Viện Kiểm sát Nhân dân đạt được, đồng thời lưu ý tình hình vi phạm, tội phạm dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành kiểm sát tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý tới công tác cán bộ và các hoạt động giám sát của Quốc hội. Tích cực nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát, trong đó tập trung thực hiện giải trình theo chức năng nhiệm vụ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động giám sát chất vấn của Quốc hội tại các kỳ họp và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra trường hợp bị oan sai trong tố tụng hình sự, tăng cường công tác luân chuyển điều động biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý để rèn luyện và thử thách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, kịp thời triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống hơn 60 năm, ngành Kiểm sát Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật, xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hội đàm với ông Shiji Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản vào chiều ngày 25 tháng 12, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật đánh giá cao việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Khẳng định Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau với Đảng Cộng sản Nhật Bản,
luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và Nhân dân Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Hai bên đã nhất trí về việc tăng cường hợp tác giữa hai đảng qua tiếp xúc, trao đổi cấp cao, trao đổi thông tin, tổ chức trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, cùng đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo thuận lợi cho người Việt Nam làm việc, học tập ở Nhật Bản và giao lưu nhân dân hai nước, phối hợp về vấn đề quốc tế, trong đó có các diễn đàn của các chính đảng. Thưa quý vị, kiên cường, tích cực và đầy chủ động, đó là những từ mà nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế đánh giá khi nhìn lại tình hình của Việt Nam sau một năm với nhiều biến động lớn, phức tạp, khó lường trên thế giới. Các nhận định cho rằng Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn trong công tác đối ngoại, nỗ lực điều hành và ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như là tích cực đóng góp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì sao ai cũng muốn là bạn của Việt Nam? Các quốc gia đều tiếp cận Việt Nam. Tại sao chính sách ngoại giao cây tre thành công? Đó là những tiêu đề trên các tờ báo quốc tế lớn dịp cuối năm viết về Việt Nam. Năm 2023, Việt Nam thu hút sự quan tâm của thế giới bởi một chính sách ngoại giao cân bằng và rộng mở. Trên thế giới hiện nay, chỉ có duy nhất Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với đồng thời Nga, Mỹ và Trung Quốc. Đó là kết quả của chính sách ngoại giao cây tre đặc sắc Việt Nam trong việc duy trì sự độc lập và cân bằng giữa các cường quốc trên thế giới. Chính sách thân thiện với tất cả các quốc gia và không trở thành kẻ thù của ai, thực sự đang định vị Việt Nam là một cứ điểm sản xuất của thế giới, giúp tăng giá trị thương hiệu và cả vị thế của mình. Đường lối ngoại giao thân thiện với tất cả các quốc gia đã góp phần quan trọng vào hình ảnh đối tác đáng tin cậy của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh thế giới, hiện có một xu hướng mới là đầu tư sang các nước có mối quan hệ thân thiện. Lòng tin chính trị đã giúp Việt Nam duy trì là điểm đến để thu hút FDI, củng cố vị thế một đối tác được coi trọng trong trật tự kinh tế thương mại thế giới. Điểm mạnh nhất của Việt Nam trong thời gian gần đây là sự chủ động của chính phủ trong việc tiếp cận với các đối tác thương mại để củng cố quan hệ. Đây là một chính sách hiệu quả và rất đáng khen ngợi. Nhờ mối quan hệ thương mại rất thành công giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhiều quốc gia muốn hợp tác với Việt Nam và thực sự coi trọng Việt Nam. Chính sách đối ngoại rộng mở, sự kiên cường trong điều hành kinh tế và nỗ lực hội nhập đã củng cố đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng cao thương hiệu quốc gia. Thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới, tăng 74% trong giai đoạn 2019-2022. Tổ chức Brand Finance định giá thương hiệu quốc gia Việt Nam lên tới 498 tỷ đô la Mỹ năm 2023, giúp tăng giá trị và uy tín các công ty nội địa, thúc đẩy nền kinh tế. Việt Nam có một thương hiệu quốc gia mạnh, cởi mở cho doanh nghiệp và có quan hệ đối ngoại tích cực sẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư trong con mắt của các đối tác nước ngoài. Hòa bình và hợp tác giúp Việt Nam không chỉ củng cố vị thế mà còn vươn lên phát triển mạnh mẽ. Quan hệ đối ngoại rộng mở và chính sách điều hành kinh tế hiệu quả đã giúp Việt Nam thăng hạng cả về giá trị thương hiệu và tiềm năng kinh tế, củng cố sức mạnh mềm và vị thế quốc gia không chỉ trong năm 2023 mà rất nhiều năm sau nữa. Năm 2023 là năm vô cùng sôi động của các hoạt động đối ngoại, ngoại giao cấp cao với những chuyến thăm quan trọng của nguyên thủ các nước lớn đến Việt Nam. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm cấp cao tại Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng của các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân. Bằng bản lĩnh nghiệp vụ, tinh nhuệ chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và sự tinh tế lịch thiệp, người chiến sĩ cảnh vệ Công an Nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lá chắn thép bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các yếu nhân mà còn tạo dấu ấn đẹp trong lòng các vị khách quốc tế khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, sự kiện đối ngoại đặc biệt trong năm, đặt dấu mốc mới trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Công tác đảm bảo an ninh an toàn được đặt ở mức độ cao nhất. Bộ Tư lệnh vệ đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm chắc những chương trình, hoạt động của đoàn để phục vụ công tác khảo sát, tiền trạm và xây dựng phương án bảo vệ. Chúng tôi đã tham dự cũng như chủ trì làm việc 8 lần với đoàn tiền trạm an ninh của Trung Quốc. Kết thúc chuyến thăm của mình, phu nhân cũng có chia sẻ với tôi rằng khi nhìn thấy các bạn làm công việc này,
bằng cái sự chỉnh chu và hiệu quả như thế này thì tôi tin rằng bạn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công, nâng tầm vị thế của hai nước. Trong năm 2023, lực lượng cảnh vệ đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn 80 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ như Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc. Đơn vị chúng tôi phải huy động đồng bộ các biện pháp về công tác cảnh vệ để xây dựng phương án chặt chẽ nhất, chu đáo nhất, tỉ mỉ nhất để đảm bảo cho mỗi cán bộ chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt, thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt. Năm 2023, bên cạnh các hoạt động chính thức, những hoạt động ngoại giao bên lề giữa lãnh đạo nước ta và các nước cũng diễn ra thường xuyên hơn. Các hoạt động đa dạng phong phú càng đặt ra những yêu cầu mới cho công tác đảm bảo an ninh an toàn. Chúng tôi đã triển khai khảo sát tỉ mỉ từng tuyến đường, từng con phố, từng nhà dân và triển khai các phương án bảo vệ hết sức tỉ mỉ, chú đáo. Đây là những hoạt động bên lề nhưng có ý nghĩa rất lớn, khẳng định Hà Nội là thủ đô vì hòa bình. Cảm ơn Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Tôi biết rằng đây sẽ là chuyến công du lịch sử. Tôi rất vui khi có cơ hội gặp gỡ các vị lãnh đạo Việt Nam. Và cũng rất vui khi tối qua tôi đã tranh thủ được chút thời gian đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ngày càng nhiều người Hà Lan đến thăm Việt Nam. Gia đình và bạn bè tôi khi trở về từ Việt Nam đều khen ngợi đất nước và con người ở đây về sự hiếu khách. Công tác đảm bảo an ninh an toàn thành công cho các chuyến thăm cấp cao và hoạt động ngoại giao bên lề trong năm 2023 là đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngoại giao Việt Nam, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn và thân thiện tới bạn bè quốc tế. Trong phần tiếp theo của bản tin, Ngân hàng Nhà nước cần tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo tại Quảng Ninh ngày càng được nâng cao. Nhờ đó, nuôi năm nay, họ được đón một mùa Giáng sinh an vui, ấm áp. Vào ngày 25 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Các đại biểu đã tiến hành thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. Với tâm thế phấn khởi, các cấp hội nông dân đã đặt nhiều kỳ vọng vào ba khâu đột phá mà Đại hội đặt ra cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Các đại biểu đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7. Trên cơ sở này, ba đột phá cần bàn thảo trong Đại hội 8, đó là đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết nông dân, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao trình độ cho nông dân. Sự có mặt đông đủ của 1.000 đại biểu chính thức là nhân tố quyết định sự thành công của Đại hội. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng vào những chỉ tiêu cũng như là những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2023-2028 này. Thế và tại đại hội lần này thì cũng được rất là phấn khởi khi có nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam. Thì từ đó chắc chắn là đối với hội nông dân các cấp sẽ cụ thể hóa bằng những chương trình kế hoạch cũng rất là cụ thể để có thể có điều kiện một cách thuận lợi nhất để triển khai thắng lợi nghị quyết của đại hội. Chúng tôi rất là mong muốn là trong thời gian tới, bên cạnh về công tác xây dựng tổ chức hội với các hình thức là xây dựng các cái chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp thì nó nâng lên các mô hình kinh tế tập thể thông qua các chi hội này và các cái mô hình kinh tế tập thể trong hội nông dân thì nó phải có những cái đặc thù nó khác hơn và nó đáp ứng những kỳ vọng của nông dân. Hỗ trợ cho hội viên quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản là điểm rất mới, rất thiết thực trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, việc các cấp hội phối hợp với 726 cửa hàng nông sản an toàn, ký kết đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử sẽ tiếp tục là những giải pháp cụ thể hóa ba đột phá thời gian tới. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Việt Nam đã đặt ra rất nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó đáng chú ý là kết nạp mới khoảng 1 triệu hội viên, cũng như là thành lập mới 1.000 hợp tác xã nông nghiệp. Và trong 2 ngày tới, Đại hội sẽ bàn những giải pháp quan trọng để có thể xây dựng một thế hệ nông dân mới,
đủ sức làm chủ thể, làm trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn cũng như là xây dựng nông thôn mới. Vào thời điểm hiện nay, mỗi ngày có từ 1.100 đến 1.300 xe thông quan xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, tăng 20% so với thời điểm trước. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là hoa quả như là thanh long, mít, sầu riêng, các mặt hàng nông sản như sắn và các sản phẩm từ sắn, hạt điều, cà phê, sản phẩm từ sắt, thép, máy vi tính, sản phẩm và linh kiện điện tử. Tổng số lượng xe ra vào các cửa khẩu là gần 15.000 lượt xe mỗi ngày và số lượng xe còn tồn chờ xuất khẩu từ 200 đến 300 xe mỗi ngày. Hiện các khu vực cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn vẫn đảm bảo thông thoáng để phục vụ hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Và dự báo trong tuần tới thì lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu sẽ ở mức cao để phục vụ nhu cầu giao thương cuối năm của các doanh nghiệp. Tính đến ngày 20 tháng 12, tăng trưởng tín dụng đã đạt 10,85%. Mặc dù là vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mà tháng 12 đã có mức tăng đáng kể so với tháng trước. Chỉ trong 20 ngày của tháng 12 đã có hơn 200.000 tỷ đồng bơm ra nền kinh tế. Và trong công điện mới đây liên quan đến điều hành tăng trưởng tín dụng, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ, chủ động, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ nền kinh tế. Lượng hàng bán ra của doanh nghiệp này đã tăng thêm khoảng 20% trong những tháng cuối năm. Bên cạnh xuất khẩu thì họ đang đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước. Mỗi ngày sẽ có thêm từ 3 đến 4 chuyến xe để chở hàng tới các siêu thị và các điểm bán lẻ. Hàng bán gia tăng, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng tăng thêm tương ứng. Cần vốn, doanh nghiệp lại được tiếp cận gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay lâm sản, thủy sản, đã giúp họ giảm bớt gánh nặng chi phí. Trước đây thì chúng tôi sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất khoảng tầm 9-10%. Tuy nhiên vừa rồi có sự chỉ đạo từ chính phủ cũng như là các ngân hàng nhà nước thì hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp thủy sản. Thì chúng tôi bắt đầu chuyển sang ngân hàng thương mại cổ phần có vốn của nhà nước thì lãi suất rất ưu đãi, khoảng 5,5%. Trong bối cảnh tín dụng tăng khó, nhiều ngân hàng đã lựa chọn các nhóm ngành trọng tâm để đẩy vốn. Nhưng ngân hàng này dành 3.000 tỷ đồng với lãi suất từ 5,5% một năm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân vay bổ sung vốn kinh doanh hoặc xây sửa nhà cửa. Cái nhóm đối tượng liên quan đến bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vay mua xây dựng sửa chữa nhà là chúng tôi đã tăng cao đột biến. Mức tăng trưởng bình quân của chúng tôi hiện nay đang là 20%. Các khoản cho vay mới đã giảm hơn 2%, nhưng các khoản cho vay cũ vẫn cần độ trễ từ 3 đến 6 tháng so với lãi suất huy động mới có thể giảm được. Vì thế, các chuyên gia nhận định năm 2024 vẫn còn dư địa để tiếp tục hạ lãi suất cho vay. Khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không tăng lãi suất nữa và họ có thể giảm lãi suất trong năm sau, thì Ngân hàng Việt Nam sẽ có rất nhiều dư địa. Chúng ta có thể là giảm thêm lãi suất, chúng ta có thể bơm tín dụng ra nền kinh tế đúng mục đích và có thể giúp cho nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ hơn thông qua cái việc điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ. Đó là lý do vì sao mà Thủ tướng Chính phủ cũng rất quyết liệt trong việc điều hành định hướng cho cái tín dụng của năm 2024 một cách quyết liệt. Thì tôi cho rằng đây là một cái hướng đi rất là đúng. Bên cạnh lãi suất, các ngân hàng thương mại cũng cần đơn giản thủ tục cho vay, tháo gỡ các khó khăn về tài sản đảm bảo, mở rộng hơn khả năng cho vay tín chấp để doanh nghiệp, người dân có điều kiện tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh. Gặp mặt lãnh đạo Phật giáo các nước, dự hội nghị lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chư Tôn, Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, toàn thể đại biểu dự hội nghị. Nhấn mạnh hội nghị khẳng định tinh thần nhập thế dấn thân vì xã hội của Phật giáo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa đạo đức của Phật giáo vì sự phát triển bền vững của nhân loại. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận chủ trương Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025. Thưa quý vị, với khoảng 43.000 người Công giáo gồm 16 giáo xứ, 38 giáo họ thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo tại Quảng Ninh ngày càng được nâng cao. Và Noel năm nay, hàng chục nghìn đồng bào Công giáo cùng đông đảo người dân địa phương đã tập trung tại các nhà thờ để đón mừng Giáng sinh.
Năm nay, nhà thờ giáo xứ Hòn Gai lộng lẫy hơn những năm trước bởi nhà thờ và nhiều hạng mục của khuôn viên đã được trùng tu, sang sửa. Ngay từ buổi chiều 24, bà con thuộc giáo xứ Hòn Gai đã tập trung trên núi đạo để cùng hòa vào không khí Noel sớm. Hòn Gai đang đón một mùa Giáng sinh mới, thì tất cả bà con cũng rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là nhiều niềm vui. Đặc biệt là năm nay thì giáo xứ Hòn Gai vừa trùng tu lại toàn bộ xung quanh toàn bộ ngôi nhà thờ. Thì là một người công giáo của giáo xứ Hòn Gai thì cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là hạnh phúc khi giáo xứ ngày một đổi mới như là thay da đổi thịt. Và trong lòng người dân thì giáo dân thì cảm thấy rất là vui mừng. Bà con cũng rất là phấn khởi khi mà có một cái khuôn viên rất là khang trang, tôn nghiêm để mừng đại lễ. Và đây là cái điều động viên rất lớn đối với chúng tôi. Vì cái bầu khí mà ngày lễ bà con nhân dân tới nhà thờ Hòn Gai, đến núi đảo ấy, thì nó thể hiện ra một cái cuộc sống rất là an bình. Trong khi đây đó ở trên thế giới thì đang rất bất ổn. Đấy là cái điều mà chúng ta phải rất tự hào là người Việt Nam của chúng ta được hưởng một cái cuộc sống an bình và những ngày lễ được tốt đẹp như thế. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng hàng ngàn người đã đổ về giáo xứ Chạp Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để cảm nhận không khí tưng bừng của lễ Giáng sinh. Với bà con giáo xứ Chạp Khê, trong suốt năm qua, sự quan tâm của cộng đoàn Kitô hữu, linh mục và chính quyền địa phương đã giúp bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để mùa Noel năm nay, niềm vui chung đã đến với tất cả mọi người. Cả các cấp chính quyền và tất cả các ban thầy giáo nói chung còn tạo điều kiện cho giáo dân phải nói là tuyệt vời để mà đời sống cuộc sống giáo dân rất là thoải mái, rất là không cảm thấy thiếu thốn cái gì. Năm 2023, các giáo xứ, giáo họ và giáo dân Quảng Ninh đã chung tay đóng góp kinh phí 1,3 tỷ đồng giúp đỡ, thăm và tặng quà gần 2.600 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, người khuyết tật tại địa phương. Đây cũng là những nỗ lực mà mùa Giáng sinh năm nay của đồng bào Công giáo Quảng Ninh thêm an vui, ấm áp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.